Hello, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng tất cả anh em đã đến với uh, nhận định của mình vào uh, buổi chiều ngày 17 tháng 3 năm 2022 ha. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào chỉ số là CBR Money đi ha. Thì trong những clip trước á, mình cũng có nói với anh em là khi giá của Bitcoin nằm ở trên cái đường CBR tháng á, thì cái đường CBR này trở thành điểm support dành cho Bitcoin ha và nhưng á, khi mà giá Bitcoin bị đẩy thủng CBA thì CBA sẽ trở thành một cái đường resistance dành cho Bitcoin ha vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là gì nhìn vào đường giá của Bitcoin hiện tại đi thì chúng ta sẽ thấy được cái mẫu hình rất là thông dụng hiện nay luôn đó chính là mẫu hình double button ha và nếu như á, Bitcoin có thể phá vỡ cái resistance ở cái mức giá là 42.000 là cái neckline ở cái mô hình hai đấy ha thì Syria sẽ trở thành cái điểm support rất là quan trọng và từ đó sẽ đẩy cái Bitcoin á, đi lên theo đúng cái mô hình là double bottom ha và mô hình hai đấy ha <laughs> và khi đó mức giá đích tiếp theo của Bitcoin đó à, rất có khả năng sẽ là cái vùng giá là 44 cho tới 45 ngàn và đây cũng là cái vùng giá à, có một cái gọi là gì à? một cái resistance là rất là mạnh luôn và cái và nếu vượt qua cái vùng giá này thì cái khu vực à, kháng cự à, tiếp theo à, cũng như là cái target tiếp theo đó chính là mốc 48.000 ha theo như là cái money và setting của CBA ha. Thì à, vì vậy á, điều đầu tiên mà Bitcoin thực hiện, vì vậy á thì cái điều đầu tiên mà Bitcoin á cần là thực hiện được đó chính là buộc phải nằm trên cái mức giá 42.000 ha. Và nếu làm được điều đó thì Bitcoin có thể bay lên được vùng giá là khoảng cách sẽ bằng cái mũi tên à, tính từ cái mũi tên từ ở giữa này đến đáy của hai cái đáy ha và để chứng minh khu vực 42.000 này là kháng cự đầu tiên thì chúng ta hãy chuyển sang cái mô hình tiếp theo đi nhưng trước tiên à, mình có chương trình khuyến mãi dành cho anh em à, tại phần miêu tả của video này ha đó là anh em chỉ cần tạo tài khoản từ link grab của mình trên sàn hội vi và mỗi cuối tháng mình sẽ chọn ra năm anh em ngẫu nhiên với giải thưởng là 100 đô cho mỗi người ha. Ok và tiếp theo là mẫu hình Descending Golden wedge ha. Thì nhìn vào mẫu hình này chúng ta thấy rằng Bitcoin vẫn đang nằm trên cái đường support rất là quan trọng. Và cứ mỗi lần mà chậm đến cái support quan trọng đó thì chúng ta đều thấy được mức tăng giá tương đối của Bitcoin ha. Và bây giờ nếu như mà Bitcoin đó, có thể vượt qua cái đường kháng cự này thì điều gì có thể xảy ra? Thì như chúng ta cũng biết rồi đó, thì cái đường line này á, nó tượng trưng cho cái đường resistance và cái đường dưới là cái đường support ha nếu như Bitcoin tiến sát đến cái đường resistance ở trên này là thuộc khu vực giá là 42.000 thì sau đó Bitcoin sẽ test lại cái đường này ha cái đường resistance này cũng như là mấy bạn nhìn bên cái chart CBA ha có thể nếu mà vượt lên được khung 42.000 thì có thể là sẽ test lại thì Bitcoin nó hoàn toàn có thể tiến được lên đến đến cái vùng giá là 44 cho tới 45.000. Trước khi chọn được cái xu hướng tiếp theo trong quá tương lai à, bởi vì vùng giá 44 cho tới 45.000 là cái vùng giá có kháng cự siêu mạnh ha. Và chỉ khi vượt qua được á, cái vùng giá 44 cho tới 45.000 thì Bitcoin mới thật sự gọi là uptrend ha. Và giờ chúng ta nhìn vào cái chart 4 giờ đi. Chúng ta cũng có cái đường và system ở trên này ha. À, ở đây thì là một cú affect cao của Bitcoin ha và cũng như là hai mô hình trước thôi đầu tiên thì Bitcoin phải vượt qua được cái khu vực giá là 42.000 ha và vì test lại trước khi tiến lên cái khu vực là 44 cho tới 45.000 ha và chọn cho mình một cái xu hướng chính là đi lên hoặc là xu hướng đi xuống ha chúng ta hãy nhìn vào cái mô hình tree Rest line đi thì có một số điểm tương đồng với cái mô hình giá của Bitcoin hiện tại và cái mô hình tree line ha chúng ta có cái đường và system và Bitcoin trước tiên phải vượt qua được cái kháng cự này ha là 42.000 và quy test lại cái resistance này. trước khi bay đến vùng giá 44 cho tới 45.000 ha. Nhưng điều cơ bản, cơ bản nhất đó chính là Bitcoin cần phá được vùng giá 42.000 và nằm trên vùng giá 42.000 ha để mà xác định được cái xu hướng tiếp theo. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong video ngày hôm nay ha nếu các bạn thấy video hay thì vui lòng cho mình một like và nhớ đăng ký kênh đối với những anh em lần đầu xem kênh của mình nha chào tạm biệt anh em mình là crystal inside